Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tân Hiển vừa ký quyết định số 1366 ban hành danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố. Và theo quyết định trên thì thành phố sẽ có thêm 7 đồ án quy hoạch chi tiết mời gọi đầu tư thuộc lĩnh vực nhà ở xã hội phê duyệt năm 2024-2025 và cụ thể như sau. Thứ nhất, đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội khu đất công ty cổ phần xây dựng thành phố Cần Thơ thuê diện tích khoảng 0,29 ha do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai, đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội khu đất công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 15 thuê, diện tích khoảng 0,73 ha do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy có thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba, đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội khu đất ao hội nông dân thành phố, diện tích khoảng 1,85 ha do Ủy ban nhân dân quận Ô Môn có thẩm quyền phê duyệt. Thứ tư, đồ quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội khu đất quốc phòng do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố quản lý chuyển mục đích sang đất dân dụng tại thị trấn Thới Lai, diện tích 0,7 hecta do Ủy ban nhân dân quyền Thới Lai có thẩm quyền phê duyệt. Thứ năm, đồ quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội khu đất quốc phòng do Sư đoàn Không quân 370 quản lý, diện tích 3,18 hecta do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy có thẩm quyền phê duyệt. Thứ sáu, đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội, khu đất công ty cổ phần nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ, diện tích khoảng 0,59 hecta do Quỹ ban Nhân dân quận Ô Môn có thẩm quyền phê duyệt. Thứ bảy, đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội, khu đất khu vực 3 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, diện tích khoảng 0,21 hecta do Quỹ ban Nhân dân quận Ninh Kiều có thẩm quyền phê duyệt.